Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh. Em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này? Đây cà phê nhớ em, đây hàng mê nhớ em, đây đông du nhớ em bên anh mỗi khi tan ca. Anh mong sao ngày trong em ơi anh sẽ nắm tay em qua thương đau. Em ơi lòng này yêu em, chỉ có hàng mê mới hiểu lòng anh. Em ơi hãy đừng hoài nghi vì trái tim anh ngu si. Anh mong mình luôn có